Vâng, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay Zendesk sẽ chia sẻ với các bạn chúng ta sử dụng cái Duplicator này để mình restore một cái website. Thế thì cái bài toán của mình đặt ra là khi các bạn mua thêm của một cái đơn vị nào đó thì họ sẽ cho các bạn hai cái file. Đó là một cái file .zip thế này là zip toàn bộ các cái source code cũng như là theme đúng không ạ? Và cả SQL trong này luôn. Và một cái file industrial.php. Đấy. Thì hai cái file này nó được xuất ra từ cái plugin là Duplicator của WordPress. Bạn có thể download từ cái link này ở trên cái blog của mình đã chia sẻ. Thì các bạn xem video này, các bạn sẽ truy cập một cái link mình để vào dưới mô tả và các bạn trỏ vào cái blog của mình và các bạn có thể download từ cái này. Thì cái này thì mình nói thì chia sẻ thì nó hơi ngược một chút đúng không ạ? Đáng lý ra là mình sẽ export từ mình sử dụng cái Duplicator này từ một cái website mình đã hoạt động, sau đó mình export ra hai cái file này. Sau đó thì mình có video là cùng các bạn thao tác restore này đúng không ạ? Nhưng mà cái video export kia thì mình có thể là mình sẽ bổ sung sau, mình làm video trước. Thì như mình nói là cái bài toán xảy ra là khi các bạn mua theme đúng không ạ? Mua theme của một cái đơn vị nào đó hoặc là mua một cái website của một đơn vị nào bằng WordPress thì họ đẩy cho các bạn hai cái file này. Thì ở đây là mình giả lập cái domain là bất động sản.zendesk.net, mình chạy local với Sam nhé. Thì các bạn có thể xem thêm cái video là mình thiết lập chạy cái domain bất kỳ ở local hoặc là trong mạng LAN. Các bạn có thể xem thêm cái video để hiểu rõ hơn. Hoặc là các bạn đẩy lên cái thư mục public HTML đúng không ạ? Có lẽ thường ở trên hot thì sẽ là cái thư mục public HTML đó. Thì các bạn đẩy lên, sau đó thì các bạn truy cập vào cái domain của mình, suocinstaller.php thì nó sẽ ra cái màn hình như thế này. Ở đây thì các bạn click vào, mình có thể chọn option này. Đấy, chọn extra từ php.zip này, set mode các thứ đây. Thì mình đây mình để mặc định luôn. Ở đây thì nó có check permission này, check MySQL này, check version này. Ở đây thì có một cái warning là cái package agent này. Rồi check PHP các thứ thì đều good, đều ok rồi. Thì các bạn đánh next. Đánh next thì nó sẽ tiến hành giải nén cái file zip của chúng ta ra. Thì các bạn đợi một chút để chúng ta xem cái thành quả của chúng ta thôi. Thì ở đây thì nó sẽ yêu cầu là cài đặt database. Đúng không? Nếu các bạn ở local thì các bạn phải khởi động cái database của 3306 của chúng ta lên. Ở đây là mình chọn hot này, có thể chọn hot và vào connect Gmail data này, database thì mình phải chọn một cái tạo mới hoặc là chọn một cái database thì tồn tại cái database name ở đây. Ví dụ mình để là DB động sản như vậy, đúng không ạ? Username connection hoặc là mình có thể chọn là grid đúng không ạ? Nếu mà cái trường hợp mà database các bạn tạo sẵn rồi thì các bạn sẽ chọn cái connect, còn nếu không thì như của mình thì mình chọn là tạo mới đi. Đấy, thì các bạn nhập username này, password này, password với cái database của các bạn ấy. Ở đây là thêm cái option này, tra xét các bạn để mặc định này đi. Bây giờ có thể test database. Database thì nó đang báo là fail này. Nghĩa là cái database này của mình nó không có, đúng không? Bây giờ mình sẽ tạo đi. Sử dụng cái MySQL Ben nhé. Cái này thì hôm trước mình đã chia sẻ với các bạn cái video cài đặt MySQL của Ben rồi. Mình có thể kết nối vào thôi. Có lẽ là nó không tạo được. Đó, thì bây giờ mình nhấn tạo đi. Mình nhấn tạo đi. OTF8. Có lẽ là cái việc mình chưa tạo cái database thì mình nhấn test thì nó báo fail thôi. Bây giờ mình tạo rồi. Rồi, ok mình có thì mình sẽ thay đổi lại một chút đi. Cái chỗ này là mình connect và remove data này. Đó, sau bây giờ ấn test. Đây, xin báo success rồi đúng không? Nếu ok rồi thì các bạn đánh next. Đó thì bây giờ nó sẽ confirm này.
nó chạy với cái thông tin này, các bạn đã nhiết. Ok, thì bước này là mình nó update data thôi. Đấy, web mẫu này, app này, username, password cho admin này. Thì cái này thực ra thì cũng không 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 cần thiết lắm. Các bạn đánh next nhé, gần next thôi. Ok, vậy thì mình đã xong. Bây giờ mình vào login xe. Đó là mình đã cài đặt xong. Bây giờ các bạn có thể login đúng không ạ? Thì các bạn vào cái folder root của mình ấy. Các bạn sẽ thấy nó sẽ giải nén ra cái tất cả các thông tin có trong về về WordPress này, theme này, đúng không ạ? Rồi login. Đó. Username thì các bạn có thể username thì mình có thể vào trong cái MySQL mình lấy nhé. Ở đây thì sẽ có bảng user này. Đấy, ở đây thì có admin pass này thì mình sẽ đổi lại một chút. Mình sẽ đổi lại cái mã hóa này thì mình sẽ đổi lại thành thành pass là demo nhé. Admin delete. Đây, bây giờ mình sẽ login admin mình và demo thôi. Đấy thì cái thread key ấy. Vậy thì mình đã login được vào cái quản trị của cái website rồi đúng không ạ? Và đây mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn một chút cái chức năng của cái theme này. Theme này là một cái theme về bất động sản. Đấy. Thì nó có được trên là bên trên là banner này. Ở dưới là menu này. Tiếp đến là các cái điều kiện là mình search tìm kiếm này. Đây là list list các bài viết này, căn hộ hot này. Đấy, nhà đất thì đây là nó cái kiểu dạng bài viết là tin về về bất động sản nhé các bạn. Rao tin về bất động sản. Thì bạn nào mà có nhu cầu có phát triển và cái thêm như này thì cũng có thể connect với mình. Thì các bạn sẽ thấy là mình cái web của mình nó hoạt động bình thường. Đó, mình click vào là nó hoạt động bình thường rồi. Đó. Bên này là các cái chức năng thôi. Đó. Đây là cái admin đây. Ok thì không nói nhiều nữa thì mình với các bạn vừa hoàn thành cái việc mà restore một cái website mình sử dụng cái Duplicator đúng không ạ, trong cái plugin Duplicator của WordPress. Thì có thể video sau thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái việc mình import từ một cái web có sẵn, tôi cũng có thể là web này luôn, mình sử dụng cái plugin Duplicator để export ra hai cái file ban đầu mà mình có chia sẻ với các bạn đấy. Ok thì video này mình xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các cái video tiếp theo.